Thực ra là rút ra một cái kinh nghiệm các bác ạ. Làm cái gì cũng phải đầu tư. Đấy. Trước kia mình mới nuôi cách đây hàng chục năm thì mới đầu là cứ tạm bợ, nó đâm ra là nhiều khi là con chuột nó sẽ không sạch sẽ và nó sẽ bị bệnh. Đấy. Thế bây giờ thì các bác thấy đây. Mình chỉ hàn một ít cái lồng như này, lưới như này thôi. Đấy. Bản thân con chuột nó cũng sạch sẽ. Bằng cái sàn mà. Đấy. Nó đái rồi nó ngoài đi phân là nó rơi luôn xuống dưới. Đấy. Cái máng này nó ăn nó cũng không rơi vãi, nó không đái vào. Máng này cũng thế. Đấy. Bùng tơi. Nay ngày rằm tháng 7 em trước khi về ăn cỗ em quay cho các bác biết là thực ra là để chi phí làm một cái lồng như này nó chỉ khoảng tầm 300.000 thôi, 300-400.000 thôi. Thế nhưng mà nhiều khi mình nuôi nó còn mãi mãi. Đấy. Mình bán hàng bán giống được bao nhiêu tiền cơ mà. Thế là nhiều khi các bác cứ tạm bợ là một là nó chui ra, hai là con mèo con chó nó tấn công. Đấy, nó làm thiệt hại. Đấy. Thật ra là em thì đã xác định là gắn liền với cái công việc này. Đấy. Cái mô hình mà hợp tác xã mà em gây dựng đến thời điểm này là cũng rơi vào tầm khoảng 25-26 hộ. Đấy. Mỗi một hộ là quản lý khoảng tầm 200 con nái. Đấy. Thế vì sao chúng ta ngày nào chúng ta cũng bán vài chục con mà chúng ta vẫn có cái lượng con giống để mà cung cấp cho toàn bộ thị trường miền Trung miền Bắc? Bởi vì chúng ta đã gây dựng một cái tổ hợp tác xã bao gồm các hộ là do chúng ta đầu tư về con giống và lồng chuồng. Chúng ta sẽ bao tiêu đầu ra. Đấy. Bao tiêu cái con khi mà nuôi đến lúc gọi là xuất bán được thì chúng ta sẽ nhập với cái giá mà các cô các mẹ các bà là đều có công cả. Có những bà già là lương tháng 7 triệu. Đấy. Còi. Còi. Anh em thích con cò đôi còi này em để luôn cho 2 triệu rưỡi. Bố mẹ sinh sản vù tít luôn. Đấy. Đẻ đều son son luôn. Giọng là các bác nghe thấy trực tiếp luôn. Đấy. Thì em chỉ nuôi con chim gáy với con chuột lang thôi. Đấy. Khi mà phân nó rơi xuống thế này thì các bác hót quét đi và đổ vào gốc chuối. Tự nó tạo thành cái phân hữu cơ. Đấy. Phân nó cũng rất là nhỏ. Các bác nhé. Đây, đây. Bông tươi trắng đẹp. Đấy, con giống bên em thì bao giờ em cũng phải gột từ cái đoạn bắt đầu chuẩn bị có bầu hoặc là giò tầm 2 tháng đến 3 tháng tuổi. Em mới gửi cho các bác, chứ em không gửi cái loại bé quá về nó hao hụt của các bác. Đấy là đồng nghĩa việc tính cái giá thành giống của bên em bao giờ nó cũng có sự cứng cáp hơn một số anh em trên kênh khác. Đấy là các bác phải nói rõ. Thì riêng chuột này các bác cứ gọi thẳng cho vợ em. Đấy. Còn tư vấn về chim thì các bác có thể gọi cho em, nhưng mà chuột này các bác gọi thẳng cho vợ em. 033 033. Đấy là số của em. Còn số của bà xã là 037 589 7487. Số của em là 033 530 5982. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở cái clip sau.